mình được an lạc, mình được vui, mình khi đủ duyên mình gặp những người người ta cũng đi chùa mà người ta không có từ khóa tu ở gia đình. Mỗi một người chúng ta nên chỉ họ, cài zoom giùm cho họ, hoặc là những người mà mình thấy có nhân duyên đặc biệt, mình nói với họ rằng có một phương pháp sống tốt, sống vui, sống khỏe mà không tốn tiền. Quý vị thích để áp dụng phương pháp này hay không? Nghe câu không tốn tiền là thấy hỏi quý vị rồi đấy. Phương pháp gì là niệm Phật lễ Phật, không tốn tiền, khỏi cần đi đâu xa, tại nhà chỉ cần có chiếc điện thoại thôi là có cái đạo tràng tu. Có một bà cụ này mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán bà, mà Như Đức cũng kể câu chuyện tên bà cụ nhiều lần, cụ Hứa Chiết. Hòa Thượng Tịnh Không rất là tán thán bà cụ này. Bà cụ này sống rất là thọ, hình như hơn 100 tuổi, mà sức khỏe cũng như thanh niên, sức khỏe như thanh niên. Người ta hỏi bà cách dưỡng sinh gì mà bà có sức khỏe tốt như vậy. Bà nói rằng là mỗi ngày bà giữ tâm thanh tịnh, không có buồn giận ai để trong tâm hết. Tất cả những sự thị phi trong cuộc đời này, bà ví dụ giống như đứng ở ngoài đường mà gặp xe chạy qua chạy lại rất nhiều xe, nhưng thấy xe thôi chứ không nhớ chiếc xe nào, không nhớ gương mặt nào. Đối với bà thị phi cũng như vậy đó. Bà thì không hiểu gì văn tự gì nhiều, mà cách ví dụ của bà rất hay, và Tịnh Không cũng tán thán. Bà nói rằng là thị phi giống như đứng ngoài chợ hay đứng ngoài đường vậy đó, kẻ qua người lại rất đông, nhưng mà xong mình không nhớ mặt ai, nạnh ai nấy về nhà nấy, không cần phải suy nghĩ đến. Nên bà nói rằng cách dưỡng sinh bằng cách là giữ tâm thanh tịnh và đừng buồn giận hận trách ai để trong tâm. Còn chúng ta thì mau già, tóc mau bạc, mặt mau xếp ly, là vì mỗi ngày mình nhăn suốt nhăn nhau suốt luôn à. Khi mình nói chuyện với ai là mình nhau lại, bực bội ai là mình chu mỏ, trợn mắt, rồi mình giận thì mình ăn không ngon, ngủ không yên. Từ nơi đó mà mặt mình mau xếp ly, tóc mình mau bạc, máu mình bị xấu đi. Cái tâm bực bội sân si làm cho máu xấu vậy. Và cái tâm bực bội sân si bị thấy lúc bình thường của người ta xấu cỡ nào, mà lúc mà vui vẫn nhìn dễ thương. Nhưng khi mà sân si lên rồi bị soi gương thấy ghê lắm. Nên cái người mà sân si khó chịu, bực dọc, tức tối, nếu đến lúc đủ nhân duyên nó sẽ tự nhiên biến thể. Nên tự nhiên nó giật mình méo đâu này méo đâu kia. Tại vì mình thường sân si tức tối vậy, thì tất cả những cái hệ thần kinh của mình bị ảnh hưởng, nó những tế bào mình bị tổn thương, nó lâu ngày tích tụ thành cái bệnh, nhiều loại bệnh lắm á, tính sân hận sân si. Quý vị để ý trong nhà mình mà có một người tức giận sân si nặng nhất đi, vì sẽ thấy cái người này họ rất mau già và da của họ rất cứng, da họ rất cứng. Thì để ý cái người sân si, da họ rất cứng và da mặt rất dày, nó cứng ngắc vậy đó. Ừ. Tại vì nó quá sân si, nó thành giống như nó dai luôn vậy đó vị. Ừ. Cái ghê lắm. Còn cái người mà khi mình vui vẻ an lạc đấy vị, quý vị để ý đi, da quý vị từ từ sẽ mềm lại. Hồi đó Như Đức nhận các cụ già, có nhiều bà cụ mới vô chùa, mặt bà xếp ly nhăn nheo hết vậy đó, mà da mặt của bà dai nhách rồi, cứng ngắc luôn. Như vậy mà bà vô chùa, bà ở, bà niệm Phật một thời gian, bà không có sân si, bà vui vẻ lại. Trong vòng 1 năm sau, Như Đức đến gặp bà dịnh vào cái da mặt bà mềm mềm xèo quý vị, và tự nhiên nó đỡ xếp ly tối đa luôn. Hồi đó có một lần thời gian mà
Nhưng Đức thường làm những ký sự các cụ trong chùa, vì nghe các cụ có kể không, lúc mà bà chưa vô chùa bệnh rất nhiều, nhưng khi bà vô chùa bà niệm Phật là bà rất khỏe đó. Mỗi ngày bà niệm Phật bà rất khỏe và sắc diện các cụ rất là tốt. Nhớ cái bà cụ mà bị gãy tay, bà không coi ký sự không, bà cụ bị gãy tay, bà 90 mấy tuổi mà da đầu của bà thẳng rang luôn và da mặt bà rất mềm. Nó, và nhiều bà cụ mình mà già lắm mà bàn tay bà tự nhiên bà niệm Phật chừng 1 năm mấy 2 năm, bàn tay của bà nó tự nhiên da nó thẳng ra, bàn tay mịn màng lắm quý vị. Đây là 100% luôn. Nên quý vị biết rằng là mình niệm có Phật hiệu này và mỗi ngày mình không bùa dặn ai để trong tâm, giúp cho sức khỏe mình tốt và mình trẻ và mình sống thọ. Còn có người mà bực bội sân si khó chịu làm máu xấu đi và nó tổn duyên tổn phước, quý vị nhớ nè, con người sống thọ là duyên phước dày, phước dày mới sống thọ. Khi con người hết phước là chết liền, giống như cái cây mà khô mủ vậy đó. Nó giống như người mình khô máu mình cũng chết luôn đó. Mà máu xấu thì con người nó hiện tướng già, nhớ kỹ nghe. Nhưng mà sân si là máu sẽ xấu, nó sẽ làm cho máu mình bị hư đi, nhớ không? Nên á, một câu Phật hiệu này có thể hóa giải được nghiệp. Và có nhiều loại bệnh đau mà bác sĩ chạy mà chăng thật niệm Phật lễ Phật hết. Có một cái cô này, cô kể câu chuyện lúc cái mùa dịch bệnh, cô bị dính dịch. Quý vị biết á, là cô nói cái lúc mà cặn tử nghiệp cô gần chết á, người ta bu cô đông lắm, bu cô rất là đông luôn. Và cô thấy rằng cô không còn biết gì nữa, cô sắp sửa cô chết rồi. Mà tự nhiên lúc đó cô nhớ lại là cô niệm Phật, cô niệm lớn lên. Khi cô vừa niệm lớn lên cái những người đó tự nhiên đi mất tiêu hết trơn luôn. Thì lúc đó thọ mạng cô còn, cô hồi dương, cô sống lại đó. Cô kể như Đức nghe rằng là có Phật hiệu này, cái lúc mà nguy cấp nhất mà vị niệm được thì đúng là tuyệt vời quá. Nếu lúc đó mà thọ mạng mình mà đến là mình được phải là tiếp dẫn giảng sanh. Còn nếu như mà thọ mạng của mình chưa hết tiêu nghiệp hết bệnh, quý vị biết rằng đây là một cái điều vi diệu 100% luôn nè, mà chính những Đức trải nghiệm luôn. Cái mùa dịch đó quý vị, cái mùa dịch bệnh là riêng bản thân những Đức là thí nghiệm không chích vaccine, riêng bản thân những Đức không có chích mũi vaccine nào hết. Và những Đức ở trong chùa là những Đức dính dịch là dính nặng nhất ở trong chùa là những Đức là người dính nặng nhất nè. Và đa phần người trong chùa lúc đó nghĩ rằng chắc chắn những Đức sẽ chết, phần nhiều sẽ chết đó. Nên á, những Đức quyết tâm luôn, có nghĩa là thí nghiệm luôn, đem cái mạng ra thí nghiệm luôn, vì con người ai cũng chết một lần. Chăng thật niệm có Phật hiệu này thí nghiệm thử như thế nào luôn, và nằm thoi thóp đó niệm Phật luôn quý vị, không dùng một loại gì hết, nằm nó thoi thóp niệm Phật quyết tâm luôn. Và kể vị nghe này, quý vị mới thấy rằng rõ ràng cộng nghiệp và biện nghiệp này. Hai chú ổng chăm những Đức, là trong đó có chú Tâm Nhiên, cái mùa những Đức dính dịch bệnh nặng nhất là chú cho Tâm Nhiên ổng chăm những Đức, nhưng ổng không dính dịch bệnh, ổng không cần bịt khẩu trang gì luôn. Đây là 100% luôn nè, ổng không có gì dính gì hết. Và bản thân của những Đức là rất nặng luôn, là thoi thóp niệm Phật là chờ chết cầu sanh cực lạc luôn, quyết chí luôn đó quý vị. Thì những Đức là không chích vi sinh một mũi nào hết. Và quý vị biết rằng cái thời điểm đó là trong chùa mình là hơn 600 người ở trong chùa, ở chung với nhau hết luôn. Và không có ai bịt khẩu trang, đây là 100% nghe. Đó. Thì quý vị biết rằng có những người mà lúc đó Phật tử đến, những Đức dẫn mở cửa cho vào luôn, cho họ vào luôn và cho họ cùng tu tập chung ở trong ngôi nhà Tam Bảo luôn. Và chính những Đức thấy rõ ràng là khoảng 50 người hay 100 người bị dính dịch bệnh thì một 50 người này sẽ chăm cho 100 người này. Rồi 100 người này hết đi rồi tiếp tục 50 người này dính, là tiếp tục 50 người này chăm cho 50 người này. Cứ xây một dòng như vậy. Bị tin không? Các cụ trong chùa mình đa phần là một tuần hai tuần nhất định sẽ có các cụ già mắc. Nhưng riêng trong mùa dịch lạ thay, các cụ bị dịch mà không có một cụ nào chết hết. Đây là rất nhiều Phật tử biết luôn đó quý vị. À, không có một cụ nào chết hết luôn.
Khi mà hoàn toàn giãn cách và hết dịch thì lúc đó các cụ chết lai gai suốt luôn. Mà trong mùa dịch các cụ không mắc. Quý vị biết nếu trong mùa dịch đó mà các cụ mắc, người ta mà vào người ta thấy một cái số lượng người thì thôi là vấn đề xảy ra liền. Quý vị biết rằng cái lúc mùa dịch đó, khi những đức mà hết đó quý vị, là những đức chỉ có nằm hai ngày là gần chết thôi. Những đức vừa khỏe khỏe là một chút thành những tiếp tục chia sẻ Phật pháp, vì nhớ mùa dịch mà. Những đức vừa khỏe khỏe những đức chia sẻ Phật pháp luôn, nói chuyện không gần hơn mà gác chia sẻ Phật pháp luôn. Có nghĩa là nằm chỉ có hai ngày thôi, vừa mới ngồi dậy chút xíu là những đức đem Pháp môn Tịnh Độ những đức giới thiệu, vì bà an tâm với vị nhớ không? Lúc đó rõ ràng luôn mà. Thì bắt đầu là những đức nghĩ rằng bây giờ là địa thời điểm mùa dịch bệnh, con người ai cũng bất an lo âu, thí nghiệm luôn. Những đức thời điểm đó những đức mua hơn 20 chiếc xe đạp. Mua 20 chiếc xe đạp. Chính những đức đi mua nè. Xong quý vị biết rằng về những đức tổ chức chương trình mỗi buổi chiều chạy xe đạp, những người không chạy thì cổ vũ. Rồi xong tới cái nhóm kia chạy đua với nhóm này. Chạy ngoài săn chùa vui vô cùng vui, con người ai cũng vui. Có nghĩa là không bao giờ suy nghĩ tới cái tư tưởng tiêu cực, toàn là tích cực không. Tư tưởng họ tích cực không nghĩ tiêu cực gì hết quý vị. Còn nếu mà mắc thì vãi đại rước giáng sanh gì cực lạc. Đó là trong thời điểm mùa dịch bệnh, chính những đức áp dụng rõ ràng luôn. Còn từ ăn uống nói chuyện các cụ vui cười, chọc các cụ cười vui và động viên các cụ, con người thọ mạng đến phải chết, các cụ đừng bao giờ sợ hãi gì hết. Và tự nhiên dùng con người thương con người, không có cách xa con người. Những đức thí nghiệm rõ ràng, dùng con người thương con người. Vì những đức nghĩ rằng bản thân mình bệnh, nếu mọi người xa lánh mình thì tâm mình sẽ bị tiêu cực, và tiêu cực đó mình sẽ chết. Nên khi mình bệnh thì mình cần có người chăm mình. Nên người ta bệnh, những đức dùng người ta chăm người ta. Khi những đức bệnh cũng người ta chăm những đức. Thì quý vị biết rằng là đó là trong mùa dịch, những đức áp dụng 100% tình thương mến thương giữa con người đến với con người nha. Xác thực luôn. Và khi mà qua mùa dịch hết trơn, cái lúc đó các cụ mới ra đi, là trở lại bình thường luôn đó quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là đây là xác thực 100%. Nếu như con người mà thương con người, khi mà gặp bệnh đau hay gặp sự cố gì, hãy thương nhau đi, hãy giúp đỡ nhau đi, thì sự việc không đáng để mình nói quá đáng đâu quý vị. Nhất là cái bệnh đau, thật sự nhất là bệnh đau. Thí dụ như quý vị bệnh đau ung thư đi, nếu người thân trong nhà quý vị bỏ rơi quý vị, đi làm bỏ bị suốt luôn, ung thư này nó sẽ phát tán càng nhanh. Vì sao quý vị không? Buồn. Buồn. Con người bình thường thôi, buồn thôi là bản thân mình đã suy sụp rồi. Không chỉ bệnh. Không chỉ bệnh. Vì đa phần con người ai cũng nghĩ mình có cái công với một gia đình. Mà bây giờ khi mình bệnh rồi thì mọi người bỏ rơi mình. Tâm quán hận nó ghê lắm. Tâm quán hận nó cực kỳ đáng sợ. Hiểu chưa? Mình là người tu khác nha quý vị. Mình là người tu, mình nghĩ rằng mình gieo nhân thì mình gặt quả. Mình không có đòi hỏi. Dù mình có bực bội gì một chút, mình sẽ tự hoàn chỉnh cái tâm và buông xuống. Mình hiểu nhân quả rồi. Nhưng mà người không tu, người ta sẽ quán hận. Người ta nghĩ người ta có công khác, mà bây giờ đối xử với người ta như vậy là trở thành quán hận. Mà tâm quán hận nó kinh lắm, đáng sợ lắm. Nếu như con người mà nghe đạo mà tin nhân quả, nếu như gặp dịch bệnh, gặp này gặp kia, con người hãy thương con người đi. Vì chính những đức thấy rõ ràng, quý vị biết không phải ai mà chăm người dịch cũng là bị dính dịch đâu quý vị. Đây là 100%. Hai chú chăm những đức là những đức nặng nhất, hai chú không bị dính dịch. Và rất nhiều người chăm người bệnh không có bị dính. Và người nào bị dính, tin chắc 100% người này có cái nghiệp này. Nhưng mà cái lúc đó cái tình thương mới thương nó làm sao á. Quý vị biết rằng tại sao cái nơi những đức ở mà người ta về đông như vậy, quý vị phải đặt câu hỏi chứ. Tại sao những đức làm cái gì người ta cũng chung tay những đức? Quý vị phải đặt câu hỏi này chứ. Vì sao? Vì sao? Khi người ta khó khăn nhất, những đức giúp người ta. Khi mùa dịch người ta vào, những đức giúp người ta. Khi khó khăn nhất, những đức giúp người ta. Như cái cô mà hoa sen mọc từ miệng ra mà giảng sanh trong chùa đó, là đến lúc cùng tột, không còn nương tựa vào ai, mình giúp người ta. Đây là rõ ràng luôn. Có nghĩa là lúc khó khăn nhất mình giúp người ta. Mùa Tết rủ người ta về ăn Tết, giúp cho người ta có niềm vui một mùa Tết. Nhớ không? Nên cái tình thương mến thương này quý vị biết làm sao người ta quên được. Tự nhiên người ta cảm giác chùa là tổ ấm tôi á.
ta về, thì người ta sẽ chung tay với mình xây đắp chẳng nề hà chi. Còn nếu như mà mình tạo ra một cái cơ ngơi mà nó vì vật chất thì nó không phải là tổ ấm đâu quý vị ạ. Đây là 100% những đức không có hiểu gì về, đối với dù ở trong ngôi nhà Tam Bảo, nhưng cái việc mà nói về theo quy tắc cái việc này việc kia những đức không hiểu nhiều. Nhưng những đức đem cái tình thương mến thương miền quê miền Tây thôi, những đức áp dụng thôi. Hồi xưa những đức còn nhỏ nhỏ, những đức thấy quê miền Tây dù có một cái dĩa bánh khọt chăng nữa cũng đem chia cho nhau ăn. Đây là những đức thấy đó. Hoặc là ba những đức buổi sáng ông uống nước trà, người ta chạy xe ngang ông kêu anh Năm ghé uống ly nước trà anh Năm. Anh uống ly nước trà anh muốn đi đâu đi nghe, anh không uống mai mốt á tôi không lợi nhà anh nữa nghe. Nó rồi cái nhà làm cái gì cái đem một dĩa đồ ăn đem lại chấm xớp. Có nghĩa là khi ăn cái gì là sẽ kêu người ta lại ăn, không ăn là dặn nó nghe. Còn khi mà ăn là gấp vô chén người ta, trong khi mình không có nhiêu mà gấp vô chén người ta không à. Đây là cái lúc còn nhỏ mình biết quê miền Tây mình, là cái gia đình mình là ba mình ông sống vậy đó. Thì khi những đức đi vào trong chùa, những đức đem cái lối sống đó áp dụng với con người, áp dụng với con người. Rõ ràng nơi nào những đức ở là nơi đó rất đông. Vì sao vậy biết không? Vì những đức mong cho người ta được được vui. Những đức chỉ mong người ta vui thôi. Có nghĩa là những đức không hiểu nhiều, những đức không quan niệm quá gì những chuyện này chuyện nọ. Những đức chỉ nghĩ người ta được bình an khi đến với mình. Đó là điều những đức sống như vậy thôi. Cũng vì cái lối sống đó mà con người đến với những đức rất là đông quý vị à. Và rất nhiều người buồn khổ nhất gặp những đức họ hết khổ. Quý vị biết rằng chùa ngày xưa những đức coi mà có người đẻ luôn quý vị. Là người ta có bầu, chồng người ta bỏ, người ta khổ quá. Người ta không biết đi gì đâu chứ. Cuối cùng người ta vô, người ta cộng tu. Những đức hỏi cô chừng nào đẻ, cô nói còn 5 tháng nữa. Nó được, những đức nuôi cô. Nhưng mà cô nhớ còn cả 1 tháng nữa cô báo nghe. Những đức sẽ cho tiền cô đi đẻ. Tại vì tội nghiệp người ta bây giờ chồng người ta bỏ, thì mình bỏ người ta nữa làm sao? Mình thấy ngày hư văn, năm xưa cô câu chuyện ngày hư văn đó. Ngày giúp người ta liền. Để tưởng ngày nói thầy. Trời ơi thầy mà cho bà này bà đẻ là chết ngôi chùa tiêu. Ngày hư văn ngày quay ngày nói ông tu bao nhiêu năm rồi? 8 năm. Cái tâm ông sao không có chút từ bi nào hết đi. Trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan ông sợ gì? Nếu mình gặp nạn thì mình sẽ gặp nạn. Nhưng tan rồi thì hợp lo gì? Phải có tâm từ bi ông nhớ nghe. Những đứa nghe câu đó rõ ràng luôn. Xong mới bị biết rằng là nuôi bà khi còn tháng nữa bà đẻ. Không ngờ bà đẻ trước 1 tháng. Cái bữa đó buổi sáng công phu cả chùa đang tu, tự nhiên bà đau đẻ. Bà đau đẻ cuối cùng lấy xe chở bà đi. Đâu có kịp đâu quý vị, vừa đưa bà ra tới phòng đăng ký thôi, tự nhiên bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Đây là 100% luôn, bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Lấy cây kéo ra cắt búng rúng luôn quý vị. Tại vì bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Nó là rõ ràng luôn. Cô chính em bà Thượng cầm cây kéo cắt cái búng rúng. Bé nhỏ. Khổ quá. Đẻ xong rồi nghe giờ bán giấy số quý vị. Cuối cùng phải nuôi bà tiếp tục. Cho bên đậu tràng Bảo Tháp nuôi bà. Quý vị coi cái này phải là cái từ bi không quý vị? Quá từ bi. Hòa Thượng xây một ngôi chùa mà con người quá từ bi ở trong chùa nghe. Cái này là cái từ bi rõ ràng luôn. Đâu có đòi tiền bạc gì người ta quá khổ quý vị. Người ta lỡ như vậy rồi. Mà bây giờ chồng người ta bỏ người ta luôn. Cô hai đứa con với thêm một đứa con mới đẻ nữa giờ đi về đâu đây? Nó... cái bà Vi Chằng nè, Diệu Tính kia, Văn Hội kia, bà cũng có bầu mà bà Phật tử thì bà muốn đẻ ở trong chùa, vui không phải muốn khi mà gần ngày đẻ thì về nhà. Rõ ràng con bé sinh ra dễ thương ghê chưa, nó rất dễ thương luôn. Nó bà ở trong chùa mang cái bụng mà đi niệm Phật á, vậy nó là cứ niệm Phật đi, gần đẻ thì về nhà đẻ, thì mong đứa bé nó biết niệm Phật, đứa bé nó ăn chay từ trong bụng ra, bé rất dễ thương luôn. Nó gặp những đức là nó nhào giống như nè. Ngộ không? Nó tại vì sao những đức thương nó từ khi trong bụng mẹ nó rồi. Rất nhiều đứa nít luôn từ trong bụng mẹ sinh ra là mẹ đã đeo máy niệm Phật của những đức rồi. Khi sinh ra nó gặp những đức nó lạ lắm. Nó gặp những đức như là nó mừng vui thì sao đâu, lạ lắm. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn. Nên con người sống trong cuộc đời tu hành phải có tâm từ bi quý vị. Đừng bao giờ nghĩ đó là cái nạn của mình, đó là cái điều mà như vậy thì bản thân mình bị như vậy kia, mình đổ thừa tao không phải. Cái nạn mình là cái nạn mình, dù nó tan ra nó hợp lại à. Vì từ bi nó là vẫn là từ bi. Từ bi là đạo Phật là phải từ bi. Khi người ta xa chân lỡ bước giúp được cứ giúp người ta đi. Dù mình có bị cái gì mình cứ giúp người ta, mình sẽ không bao giờ thiệt thòi cái cuối cùng đâu quý vị. Tới cuối cùng quý vị sẽ biết à. À quý vị đừng bao giờ nói rằng quý vị phải kỹ gì, quý vị phải có quy tắc gì. Quy tắc nếu không khéo nó mắc từ bi.
Mà mắt từ bi là không còn đạo Phật đâu quý vị. Thật sự quý vị, đọc cái gốc của đạo Phật là từ bi, mắt gốc của từ bi thì không còn đạo Phật, chắc chắn quý vị luôn. Nên có rất nhiều người thành vô quy tắc, cứng cỏi trở thành mắt sự từ bi trong đạo Phật. Thật sự, vì coi người xưa đi, người ta rất từ bi. Ngài Hư Văn là một bậc cao tăng đó. Vậy mà người ta hại ngài, người ta đẻ con trong chùa xong người ta bỏ đi. Ngài Hư Văn, ngài ẵm đứa con nít, ngài kêu đệ tử ẵm đứa con nít đi xin sữa. Không có người đệ tử nào ẵm đi, ngài là một bậc cao tăng mà ẵm đứa bé đi xin sữa. Người ở ngoài lấy đất, lấy cây liền ngài, chửi ngài quá trời luôn. Xong ngài lo cho bé nhỏ, về đệ tử còn trách ngài, tại ngài mà bây giờ pháp hội giảng kinh thuyết pháp mới hưng khởi một chút thôi, mà bây giờ làm như vậy người ta đi hết rồi. Ngài nói rằng ông tu mà thiếu tâm từ bi quá, duyên tan rồi duyên hợp rồi duyên tan, trong cõi đời này là lẽ thường tình thôi. Thấy không? Nghe những câu gì mình tu mình phải có tâm từ bi liền quý vị. Nên quý vị nhớ rằng, nghe quý vị, đừng bao giờ thị phi, đừng bao giờ buồn giận ai để trong tâm hết. Thì quý vị sẽ sống rất tốt, sống rất đặc biệt. Dù quý vị có khổ lên bờ xuống ruộng đi chăng, nhưng cuối cùng cuộc đời quý vị sẽ không khổ đâu. Cái phúc lớn nhất của con người là khi tuổi già mà hưởng đến sự bình an. Khi tuổi trẻ giàu sang chưa chắc gọi là có phúc. Những đức nói với quý vị nghe, một con người thành tựu cỡ khoảng 30 mấy tuổi, 40 tuổi, nhất định quý vị sẽ gặp nạn. Từ khi bị ngưng không phát triển nữa thì quý vị mới không gặp nạn. Tại vì tuổi đó nhất định phải gặp nạn. Nhưng khi quý vị gặp nạn để quý vị dẫn làm thiện, dẫn làm tốt tiếp tục, khi tuổi già của quý vị sẽ hưởng phúc, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì con người là phải gì? Con người thành tựu sớm nhất định sẽ gặp nạn liền. Không thể nào mà con diều bay cao hoài đâu quý vị à. Nó phải rớt xuống thôi. Nhưng mà quan trọng con diều này nó có bay lên được hay không nữa nè. Đó là quan trọng. Nên con người mình tu hành kiên nhẫn cũng như leo núi vậy đó. Có chợt chân cũng phải tiếp tục leo lên lại. Có chợt chân cũng phải leo lên. Cái quy tắc của mình là phải lên tới chót núi cao, thì dù có chợt bao nhiêu lần cũng phải leo lên. Đó là sự thành công kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn nó nhất định thành công. Nhớ nghe quý vị. Quý vị nhớ, mình tiếp nhận Phật Pháp mà hưởng được cái bình an là ngay chỗ nó không bị đối lập với các tôn giáo khác. Thí dụ như trong một gia đình, người thì học Phật, người thì học các tôn giáo khác, mà gia đình lộn xộn là do gì? Bản thân của mình, thí dụ mình học Phật, mình cho rằng Phật Pháp là cao nhất, rồi các tôn giáo khác học thì cũng nói tôi cao nhất, cuối cùng bên nào cũng cho mình hơn nên đụng. Mình tin 100% là các vị giáo chủ của một tôn giáo sáng đạo, các ngài đều là bậc giác ngộ, nên các ngài không có đụng, các ngài tự nhiên. Thí dụ như người muốn lên chờ thì các ngài dạy cho lên chờ. Người muốn về cực lạc thì các ngài dạy cho về cực lạc. Người muốn xuống đất thì các ngài dạy xuống đất. Nên từ nơi đó mà mình học đạo mà do mình mang một tình chấp muốn hơn người nên đụng. Cứ khi trong một gia đình đó quý vị, thật sự mà nói thì những đức thấy học Phật, càng học càng thấy Phật Pháp công nhận hay. Thí dụ như đức đi đến một cái nhà nào ở, như đức thấy thờ thổ địa, như đức đã đến thắp nhang cho ông địa, cây nhang có gì đâu. Còn mình đi ngang tượng thờ những tôn giáo khác, mình đi ngang mình chắp tay mình cúi đầu, giống như mình chắp tay mình cúi đầu với Phật, thì mình chắp tay cúi đầu với một vị sáng đạo có gì đâu quý vị. Có những người nói ủa ông học Phật mà, ủa Đức Phật dạy lễ kính. Mình đi ngang tượng của thầy người ta, bản thân mình không lễ kính, ai lễ kính mình? Thí dụ như mình muốn người ta lễ kính thầy mình thì mình phải lễ kính thầy người ta chứ. Còn cái học thì mình có mục tiêu rồi,
Còn cái lễ kính thì cái chuyện đó thì đúng, không có sai. Đó, nên đối với mỗi một con người mình còn cung kính, đối với người làm ác mình còn cung kính cái tâm Phật họ, chứ không tán thán việc làm ác của họ, hiểu không? Đó, không phỉ báng. Nếu mình học Phật vậy thì gia đình mình bình an hạnh phúc cỡ nào, tuyệt vời quá, bình an hạnh phúc. Mỗi một người có một cái nhân duyên để tín ngưỡng. Thí dụ như chồng đạo Phật, vợ đạo khác, có thể sống cùng một gia đình hạnh phúc vì những đức tin chắc 100%. Mối đạo nào cũng dạy con người hòa thuận. Nếu như mà cái mối đạo nào mà dạy con người xung đột là mối đạo đó chắc chắn diệt vong sớm. Nên mối đạo nào cũng dạy hòa thuận. Mà con người mình thiếu sự hòa thuận nên truyền đạo thành đụng độ, chứ tin chắc 100% là mỗi một vị sáng đạo đều là bậc giác ngộ. Các ngài tùy thuận nhân duyên mà độ, nên các ngài dạy là hòa thuận chắc chắn luôn. Nên mình bây giờ mình học Phật, mình học mình sao mà mình có sự hòa thuận, quý vị. Mình đi đến đâu mình hòa thuận được đến nơi nơi đó. Mình đi đến đâu mình sống mình nhập duyên nhập cảnh được ở nơi đó. Mình đi làm dâu dù bên chồng khó khăn cỡ nào mình cũng sống được. Người ta sống được mình sống được à. Mình đi làm cái nơi người ta làm được mình làm được. Những người nơi đó người ta làm được tại sao mình làm không được? Tại mình chứ. Thấy không? Nên từ nơi đó từ khi mình hết duyên thì thôi. Ta không chấp nhận mình nữa thì thôi. Nếu như mình học Phật mà vậy thì đặc biệt quá. Ví dụ như gia đình này, 10 người học Phật, mà trong gia đình này chia ra hai cách tu, là 8 người thì thích niệm Phật lấy Phật, 2 người thì thích tu cách khác. Vậy thì 8 người này lấy Phật, niệm Phật lấy Phật thì chuyện người ta tu, miễn ta an lạc ta thích. Còn 2 người kia mình thích tu cái môn đó, mình cứ tu đi, nó đều tốt mà quý vị. Cái bớt nhỏ ngoài kia lại chút. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, khi mình nhận thức được thì quý vị sống không bao giờ đụng, chắc chắn mới bị lúc đó. Nên á, những đức nói rằng á, mỗi một người mình ở tại gia đình mình học Phật, mà có khi người học Phật mà còn lôi kéo nữa chứ. Học Phật mà còn lôi kéo cách tu nữa. Thí dụ như giờ mình tu theo cái phương pháp đó, mình muốn cho cả nhà mình đi theo mình tu, mình không hiểu được cái cảm giác người ta tu có được hay không. Người ta tu không được mình bắt người ta tu giống mình sao được. Thí dụ như người ta tu phương pháp tu thiền đi, mình hỏi tu thiền an lạc không, người ta nói an lạc, an lạc cứ tu. Còn người ta niệm Phật lễ Phật, mình hỏi người ta có thích không, an lạc không, nói tu thích niệm Phật lễ Phật an lạc, vậy cứ tu. Vậy thì ai học Phật cũng được lợi ích hết thôi quý vị. Còn cái này thí dụ như mình muốn học Phật đó nghe, bây giờ phải bắt buộc phải theo tôi, phải học với tôi tầm bậy thấy chứ. Có khi 2 vợ chồng trong nhà mà ông chồng thì thích lễ Phật 3 tiếng, bà vợ lễ Phật 2 tiếng. Cuối cùng 2 vợ chồng người lễ gốc. Nếu như cái người mà lễ 3 tiếng kia mà đạt đó, đạt cái tâm đó, thì mình sẽ đi lễ chung với vợ mình 2 tiếng. Mình đàn ông mà. Mình đàn ông mà mình đi hơn người ta làm gì? Đối với phụ nữ, thấy không? Thôi, bà lễ 2 tiếng được, tôi lễ chung 2 tiếng với bà. Rồi còn tiếng kia mình rảnh mình đi vòng vòng mình niệm Phật đi. Nó làm được điều đó thì quá hay. Có nghĩa là một gia đình hạnh phúc khi học Phật. Có 2 người trong nhà thôi, mà người lễ phía trước, người lễ phía sau, hoặc người lễ mỗi phòng mỗi lễ, thua rồi. Nội mà tu vậy là biết mình tu đạt cỡ nào rồi đó. Nghe không? Tuy niệm Phật nhưng mà khó vãng sanh lắm. Tại vì sao? Vì thế giới cực lạc là thế giới hòa hợp. Mình không hòa hợp, gia đình có 2 người thôi mà còn không hòa hợp nữa mà,
tu không tu chung được với nhau, thấy chưa? Đó là cái dở của mình ngay chỗ đó đó. Quý vị nghe những điều này quan trọng lắm đó. Để áp dụng không đơn giản đâu. Khi quý vị gặp á, thì gặp á chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nó nên thí dụ như bây giờ 8 người tôi thích niệm Phật lễ Phật, 2 người mình tu cách cách nào đó. Bây giờ chúng ta bỏ phiếu để mà chọn đi. 8 không lẽ hơn thua 2. 8 người nó đồng tình mà có 2 người không đồng tình thì 2 người kia phải nhập vô 8 người. Còn ông không đồng tình thì ông đừng nên đụng chạm tới người ta 8 người. Đúng không? Cái này quan trọng chứ quý vị. Đó. Thí dụ như Nhân Đức nói chuyện quý vị thấy không? Hồi đó Nhân Đức chia sẻ Phật pháp, người ngồi nghe Nhân Đức chia sẻ Phật pháp mỗi tuần chủ nhật đông không tưởng tượng được, quá đông luôn. Mỗi tuần chủ nhật á, đừng nói lễ chỉ mất công đi. Cái người mà không thích Nhân Đức á được bao nhiêu người? Cho quý vị 100 200 người luôn á. Nhưng mà cái người mà thích nghe Nhân Đức giảng bao nhiêu ngàn người. Quý vị tính ra con số thì sẽ tính được gì đâu. Đúng không? Cái người mà người ta trực tiếp người ta lợi, người ta tu luôn, người ta áp dụng luôn, người ta lễ Quan Âm luôn, người ta tu chung luôn, thì người ta ngồi đó bao 2-3 ngày người ta tu, buổi nào người ta cũng lên tu chung, người ta nghe giảng pháp. Còn cái người mà không tu, không áp dụng gì chứ, nhiều lắm cho 100 người. Lấy con 100 người đi so sánh với mấy chục ngàn người, quý vị tính đi. Tính đi là biết liền gì đâu. Đúng không? Không áp dụng, không hành trì mà thích chăm thọt đó. Nên mình học Phật mình phải cái góc độ mình phải nhận thức sâu sắc gì đó. Nói trong gia đình thôi, chỉ cần mà 3 người thích 2 người không thích thôi thì phải lấy số lượng 3 rồi đó. Chứ đừng nói chi mà nói là 8 2. Nên khi mình nhận thức được gì đó như vậy thì tự nhiên mình học Phật trong gia đình mình bình an hạnh phúc. Gia đình bình an hạnh phúc liền, không có đụng chạm nha. Còn ai mà ví dụ như mối đạo nào ta theo, chuyện của người ta chứ, được quyền tín ngưỡng. Mình học Phật mình có quyền tín ngưỡng học Phật. Người ta học, ví dụ như người ta đạo Thiên Chúa, người ta có quyền tín ngưỡng của đạo Thiên Chúa. Bên nào cũng dạy hòa hợp, miễn làm sao sống hòa hợp là được rồi. Chứ đừng nói bây giờ chồng đạo Thiên Chúa, vợ đạo Phật, bây giờ phải mình phải kêu người ta qua đạo Phật của mình, không đúng. Vì người ta có sự tín ngưỡng của người ta. Nếu người ta thích thì đó là người ta quyết định, chứ mình không bắt ép người ta. Miễn sao sống với nhau thì hòa thuận, còn sự tín ngưỡng thì có cái quyền tín ngưỡng và cũng có quyền để mà tham khảo học tập chung. Nó tốt mà quý vị. Nếu mà như vậy, người học đạo, học Phật, học các tôn giáo khác mà có cái tâm này thì quý vị nghĩ quý vị an lạc, tự tại cỡ nào chứ? Nó đâu có bị trở ngại gì đâu quý vị. Tại sao chúng ta học bị trở ngại? Vì đụng. Đó. Thí dụ bây giờ cũng là niệm Phật, cũng là niệm Phật thôi. Bao nhiêu con người người ta thích niệm Phật, cái âm điệu của ông này niệm Phật quen. Bao nhiêu con người người ta tu quen. Đó. Ông này ông hướng dẫn bao nhiêu ngày tháng quen, người ta thích rồi. À thì niệm Phật, để cho người ta niệm Phật đi. Vậy thì tức khắc tâm lượng của bạn lớn. Còn tự nhiên người ta hướng dẫn bao nhiêu ngày tháng, khi người ta không còn nữa, bạn dẹp sạch nhất, chứ bạn đưa bạn vô người ta le lưỡi ra chứ người ta không chấp nhận. Nên từ nơi đó cái tâm lớn nhỏ là khi gặp sự việc bạn giải quyết vấn đề. Nếu như con người mà tâm lượng lớn thì không có việc gì mà không giải quyết được, quý vị thật sự luôn. Đó. Nên Phật pháp là dạy mình mở rộng tâm lượng. Cái quan trọng là mở rộng tâm lượng. Còn thí dụ như quý vị học Phật, quý vị mở rộng tâm lượng đi, vì gặp những nhân duyên gì đi, vì thích nghi. Còn không thích nghi thì mình chọn con cái chỗ mình thích nghi. Thí dụ như bây giờ mình thích cái điều niệm Phật của người này, mà cái nơi khác cái điều niệm Phật người khác mình tu không được, thì mình có quyền thích nghi của cái mình, thì mình đi đến nơi nào mình phù hợp. Còn mình đi đến nơi người ta thì mình phải theo phương hướng của người ta. Không được chăm chích, không được khó chịu, và không được nói này nói kia làm loạn chỗ người ta là không đúng. Phật pháp là hòa thuận quý vị. Không có cái việc mà quý vị không thích mà quý vị đi phá hoại tổ chức của người ta, không có. Nhưng mà ý mình nói là học Phật là mở tâm lượng lớn á. Quý vị chưa mở được thì thôi, thì làm nhỏ vậy thôi. Hiểu không? Nên mỗi một con người có góc độ suy nghĩ và có góc độ chọn lựa.
Nếu mà trong một gia đình mà học Phật mà có cái tâm mà lấy cái tư tưởng hòa thuận để sống thì đúng là cực lạc nhân gian, đỡ tối đa sự đụng độ. Thí dụ như mình ăn chay, mình niệm Phật, mình lễ Phật mình thích. Nhưng mà có những người người ta không thích niệm Phật, lễ Phật, người ta không thích ăn chay. À, đó là cái sự chọn lựa của người ta thôi. Mình thì thích nghe Pháp, niệm Phật, lễ Phật, người ta thích coi đá banh, coi phim. Đó là sự chọn lựa của người ta. Mình cứ làm cái chuyện của mình cho thật tốt đi. Đến một ngày nào tự nhân duyên đến, người ta chọn qua hướng mình, đó là tự người ta đến, tự người ta chọn. Chứ mình đừng có nói cái này cái kia, mình châm chích người ta, à tại sao như vậy như vậy, tại sao gì tệ như vậy, tại sao ngu như vậy. Không phải, tại vì đó là sự thích thú của người ta, quý vị tôn trọng ý thích của người ta, cái này là cái quan trọng. Nếu như mình làm được điều đó thì mình đi đến đâu mình cũng thích nghi và mình sống rất tốt, sống rất bình an, đỡ rất nhiều sự đụng độ. Thật sự con người sống được trải nghiệm qua cuộc đời, được trải nghiệm qua, và sự trưởng thành của chúng ta là những cái chúng ta bị vấp ngã và những cái chúng ta bị lường gạt trong cuộc đời. Nên bài học bị lường gạt là bài học khôn, bài học bị gạt là bài học khôn. Quý vị phải công nhận không? Trong tất cả chúng ta, đa phần trong cuộc đời có khôn cỡ nào cũng đã từng bị gạt. Nhưng Đức đã từng biết một vị này rất khôn, cực kỳ khôn luôn. Nếu nói về tiền bạc, ông xài rất kỹ. Ông tính toán từng ly từng tí từng chút luôn. Ông có thể không dám ăn uống, ông rất là hà tiện hà tặng. Nhưng cuối cùng ông bị gạt một lần 10 tỷ. Có nghĩa là ông gom 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 để ông bị gạt lần 10 tỷ luôn. Nhưng Đức nói trong cuộc đời này bạn có khôn cỡ nào thì cũng như cái câu nói núi này cao còn núi kia cao hơn. Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng nhân quả tính. Bạn có tính nát óc đi chăng nữa cũng không bằng niệm Phật. Tại vì cuối cùng nhân quả đến với bạn chịu thua. Có khi bạn tính cực kỳ khéo léo luôn, nhưng mà nó hoàn toàn nó đi nghịch lại với bạn hết luôn. Tại vì nhân quả giải quyết bạn. Nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, là trí tuệ thông minh nhất. Trí tuệ thông minh nhất chỉ có niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tại vì thành Phật mới tự tại an lạc được. Còn nếu tính toán so đo cỡ nào cũng bất an, phiền não và lo âu. Nên những Đức nói rằng là Phật Pháp này càng học là càng thấy thích thú quý vị. Quý vị nghĩ đi, như từ hồi hồi sáng hôm qua cho tới giờ này, những Đức chỉ ngủ đúng tiếng rưỡi đồng hồ, vì thấy những Đức rất tỉnh táo luôn. Thì những Đức thấy cái môn niệm Phật lễ Phật này nó cực kỳ tích tụ năng lượng nha quý vị. À, có nghĩa là hồi tối tu 12 giờ mấy xong rồi, xong mà người bạn chơi chung nhau mấy chục năm, hai anh em ngồi nói chuyện tới giờ tu nãy lên tu luôn. Nên tự nhiên hai anh em ngồi huynh, hai anh em huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau, chiêm nghiệm về sự đời cuộc sống. Như Đức nói người bạn rằng, nếu ai là người có góc độ sâu sắc, chính cái việc của những đức là cho quý vị nhìn thấy vô thường và cho quý vị trí tuệ. Thật sự luôn á, việc của những đức là quá tuyệt vời cho quý vị, một bài học đáng giá chuyện của người khác, quá hay. Vì biết những đức là có sức ảnh hưởng và tiếng tăm lớn, quý vị biết rồi đó. Anh em bạn bè bên cạnh những đức nhiều cỡ nào chứ, từ nam nữ già trẻ nhiều cỡ nào chứ. Nên từ nơi đó khi gặp sự cố, mấy người ở bên bạn, bạn còn chưa nhìn ra, bạn cho việc này là chuyện của người khác. Bạn cho việc này là việc của người khác. Nếu bạn là người giác ngộ, bạn sẽ thấy việc này là việc bạn đã học được một bài học cực kỳ đáng giá mà trong cuộc đời bạn không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm như người ta. Vì bạn đâu có tiếng tăm đó đâu mà bạn có được cơ hội đó. Nên bạn nhìn việc của người ta mà bạn học được một bài học cực kỳ đáng giá trong cuộc đời bạn. Cực kỳ đáng giá luôn. Đó, thấy rõ ràng luôn đó. Nên trong cuộc đời mình nói câu là chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên, quá đúng. Và tin nhân quả thì bạn sẽ không bao giờ bị phiền não. Sẽ cho bạn một bài học cực kỳ đáng giá trong cuộc đời bạn luôn. Nên những đứa nói rằng bạn làm cha làm mẹ, con bạn vẫn trở mặt với bạn mà. Có không? Trong cuộc đời này không có con trở mặt với cha mẹ sao? Đừng nói chi là bạn bè, đừng nói chi là người dân nước lạ. Chuyện này bình thường. Nếu bạn hiểu được nguyên lý này
thì trong cuộc đời bạn rất bình thản để sống. Bạn luôn luôn duy trì được chính bạn và bình thản để sống, và không cần phải thất vọng bất cứ ai hết. Vì người ta có quyền đến với bạn, và người ta cũng có quyền xa bạn, và người ta có quyền trung thành với bạn, và người ta cũng có quyền phản bội bạn. Việc đó bình thường, vì ai cũng có cái quyền quyết định. Mình không phải người ta, người ta không phải mình. Nên từ nơi đó, chính công việc của Đức, cái việc của những Đức là cái mà quý vị nhìn vô thường cực kỳ sâu sắc, rất là sâu sắc luôn. Nếu quý vị mà nhìn ra thì trong cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ thất vọng ai, và sống rất bình an và tự tại. Thật sự luôn á, bài học đáng giá đó quý vị. Và chính việc của những Đức là cái giúp những Đức nâng lên sự tu hành luôn, công phu vượt trội lên luôn. Thật sự, nếu nói về thê thảm thì quá thê thảm của câu thế gian, còn nếu nói hiện tại những Đức được lợi ích thì vô cùng là vui vẻ mừng, vì đây là cơ hội để được giảng sanh cực lạc. Thật sự quý vị, nếu lúc đó cho là thê thảm thì quá thê thảm và cực kỳ chán nản và đi đến tuyệt vọng. Nhưng không ngờ chỉ có dũng mãnh nỗ lực để đứng lên, cuối cùng thấy ra, à thì ra việc này là việc tốt. Chính người ta đã rèn luyện mình và giúp cho mình trở thành kẻ mạnh thật sự trong cuộc đời này. Vậy thấy không? Vậy thì trong cuộc đời này thuận nghịch đều tốt hết hoàn toàn. Tốt hay xấu là do mình nè quý vị. Tốt hay xấu là do mình nè. Nên quý vị đừng bao giờ thất vọng ai. Nên những Đức nó thật sự, những Đức là kẻ học lớp 3, không biết gì nhiều. Nhưng quý vị để ý cái cách hướng dẫn của những Đức dành cho quý vị nhớ. Lúc những Đức gặp nạn, những Đức đã từng khuyên quý vị cái gì? Chuyện của những Đức tuyệt đối đừng ai đụng vào, đừng ai chửi ai, hãy để những Đức trả nợ, đúng không? Câu này quý vị ít nghe người nói. Rất nhiều người bị một cái bệnh là khi mình gặp một sự cố gì, kéo nhiều người vào để bảo vệ mình. Tôi không thích làm điều đó. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc. Tôi muốn giải quyết một lần cho xong nợ nần của cõi đời này luôn. Nên tôi lôi là một lúc để tôi xử lý luôn, giải quyết một lần nợ nần luôn. Vì thấy từng công đoạn, vì thấy không? Công đoạn thứ nhất 1 năm chờ đó. Công đoạn thứ hai là biệt chúng vô thời hạn, người này vẫn còn ở trong chùa. Công đoạn thứ ba giải quyết vấn đề luôn, có nghĩa là nâng cấp lên quý vị, nâng cấp lên, phải không? Quý vị ngồi mà suy nghĩ gì về cái cuộc đời những Đức thì quý vị thấy lý thú lắm, cực kỳ lý thú luôn quý vị. À, 5 năm đầu ngôi chùa nhỏ, đến ngôi chùa to, 10 năm sau nâng cấp lên quý vị, những Đức cứ nâng cấp lên như vậy thì sự tu hành những Đức nhất định là có kết quả, có kết quả mới nâng cấp. Giống như quý vị mới đi học võ vậy, vì gặp mới học võ chưa có cứng nghề thì mới gặp cao thủ vừa vừa thôi. Ông thầy cho vị một gặp một cao thủ vừa vừa thôi. Nhưng khi quý vị đã cứng nghề rồi, quý vị phải gặp cao thủ dữ hơn, đúng không? Còn khi quý vị đã từng lão luyện rồi thì quý vị gặp đại cao thủ. Nguyên lý là như vậy thôi. Thì chúng ta phải đi theo công đoạn quý vị. Đó, vậy thì sự tu hành của mình là có kết quả, nên nghiệp đến với mình cũng nặng. Để bản thân mình có thật sự muốn tu hay không. Nên đã muốn về cực lạc thì đừng sợ sự thử thách của cõi đời, đem cái mạng này ra cược luôn đi. Nếu bạn thật sự muốn giảng sanh thì đem cái mạng này ra cược luôn, tại vì sớm muộn cũng mất mạng. Bây giờ còn sống, đem mạng cược luôn để quyết chí về cực lạc. Nếu như bạn còn nghĩ cái mạng này thì bạn sẽ không bỏ được ở thế gian này. Tình tiền bạn không buông, vì bạn còn nghĩ cái mạng này quan trọng, bạn chưa muốn giảng sanh. Nếu bạn thật sự muốn giảng sanh thì bạn sẽ đem cái mạng này ra cực luôn. Chồng bạn, vợ bạn, con bạn, gia đình bạn, bạn cực luôn để quyết chí về cực lạc luôn, nếu thật sự bạn muốn giảng sanh. Còn nếu bạn chưa muốn giảng sanh thì nó đều bao phủ bạn lớn hết luôn. Bạn bị sợ đâu này, lo đâu nọ, bất an đâu kia, bạn không dám cược với nó. Nên cuộc đời chúng ta sống vì người, niệm niệm vì người, được cũng vì người, không được cũng vì người. Nếu bạn được điều đó, nhất định sẽ an tâm, cực kỳ an tâm. Nên những Đức nói trong thời điểm này, bản thân những Đức, Phật Bồ Tát sắp xếp những Đức nâng cấp sự tu hành, vì có tất cả và mất tất cả. Vì có mất không? Không, 100% không mất. Nên quý vị nhớ, dù chúng ta té 100 lần cũng đứng lên, chứ đừng nói chi té 1 lần. Chỉ cần còn sống là đứng lên, còn hơi thở là đứng lên, cứ tiếp tục mà đứng lên. Cái quyết định cuối cùng đó là ai là người đứng lên.
cái quyết định cuối cùng ai là người đứng lên, chứ không phải cái quyết định là kẻ té. Té thì ai cũng té, nhưng đứng thì cái quan trọng bạn có đứng hay không mới là quan trọng, hiểu không? Nên đây là những việc rất là quan trọng nghe quý vị. Nên học Phật không có đụng độ và không có kêu người ta đi tạo nghiệp thế mình, vì đó là cái tạo tội nghiệp của mình. Những đức hướng dẫn quý vị, nhân quả những đức tự những đức chịu, nhân quả vị tự quý vị chịu. Nghe rồi, thông tâm rồi thì cố gắng mà niệm Phật để quyết chí về cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.